Đời sống thú vị xin chào các bạn. Có một số bạn ấy hỏi là nên chọn cái lốc nào để làm lốc hút. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Thì cũng như là chúng ta chọn cái lốc để thay cho cái tủ lạnh hay là cái tủ đông ấy, thì đầu tiên ấy, chúng ta sẽ gạn ra xem là cái dầu nó còn trong không. Đó là cái bước quan trọng. Bước thứ hai là chúng ta sẽ thử xem nó có bị giật không. Đó. Hôm trước tôi đã chỉ cho các bạn cái cách chọn lốc mà nào. Chọn lốc cũ. Đấy. Như thế. Chúng ta sẽ cắm điện và thử. Đấy. Và bước tiếp theo nếu như đã đạt được cái đó rồi thì chúng ta sẽ hàn một cái đầu hút lại. Đó. Và một đầu hút chúng ta hàn cái ti sạc vào thế này. Và chúng ta sẽ bắt đầu thử. Đấy. Chúng ta sẽ nối vào cái dây đây. Chẳng hạn như là tôi thử cái lốc này trước này. Đấy. Đấy, nó đang hút về. Đấy, chúng ta cho hút khoảng 5 đến 10 phút mà nó không xuống được kịch. Đó, thì cái lốc này chúng ta sẽ không dùng được làm lốc hút. Đấy, như thế. Rồi, vậy chúng ta kiểm tra đến cái này. Đó, cái lốc này. Đây là cái lốc tôi đang dùng. Đấy, chúng ta có thể thử dò là chúng ta để một tay xuống lên cái lốc và một tay xuống đất, nếu nó không giật ấy, thì là cái lốc được. Đó. Đấy thì như cái lốc này á, tôi đang dùng á, thì là nó xuống kịch. Đó, kịch xuống dưới này. Đó. Vậy là chúng ta dùng được cái lốc này làm lốc hút tốt. Rồi nếu chúng ta rút điện ra, đấy, bây giờ chúng ta rút điện ra mà nó không hồi lại, tức là cái kim nó cứ nằm ở dưới này nó không hồi lại. Đó. Thì là cái lá van ở đây nó còn kín. Đó. Cái lá van đầu lốc ấy, van một chiều nó còn kín. Đó. Vậy thì cái lốc này ấy, là chúng ta dùng làm lốc hút tốt. Chúng ta làm lốc hút đấy thì chúng ta nên dùng cái lốc 1/8, tức là cái lốc nhỏ nhất. Đấy, lốc nhỏ nhất. Bởi vì sao? Bởi vì cái lốc hút ấy, đấy, chúng ta chỉ cần đấy, là nó hút được hết không khí. Đấy. Chứ ta không cần hút nhanh. Đấy, tôi thấy nhiều người là dùng cái lốc tới một ngựa, cái lốc máy lạnh tới một ngựa. Đấy, có người dùng hơn. Đấy. Nghĩ rằng là lốc khỏe, lốc to thì nó hút hết. Thứ nhất là chúng ta mang đi nó sẽ nặng. Thì cái lốc lớn thì nó công suất nó lớn, nó sẽ tỏa nhiệt nhiều. Thế nên khi hút nó không được lâu. Đấy, có thể rất dễ làm hư lốc. Đấy. Nhưng cái lốc nhỏ đấy, thì chúng ta có thể hút cả tiếng đồng hồ, vài tiếng cũng không sao cả. Rồi, cuối cùng chúc các bạn được bình an, là hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã theo dõi.